Tuấn chào quý anh chị nha. Đây, ngày hôm nay em sẽ tách riêng một con Fortuner. Con này là 2015 nha quý anh chị. Đó. Con này là số sàn máy dầu được sản xuất 2015 nha quý anh chị. Con này là chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ nha. Đó. Thì bây giờ em sẽ đi một vòng để anh chị mình xem thử cái nước sơn bên ngoài. Con xe này nó còn được bao nhiêu phần trăm sơn. Và coi thử nó có đồng bộ, nó đẹp không nha. Đó. Thì con Fortuner này mang biển số 48A126 16 nha. Đấy, qua phần mới thì nó sẽ mang là trong mình nó là cái máy điện cái thứ nhất, cái thứ hai nó sẽ có lỗ mũi mâm đen nha. Đó, xi nhan gương. Đó, thì xe màu bạc rất là đẹp luôn. Đấy, bây giờ em sẽ đi một vòng cho quý anh chị mình coi thử cái xe nó có đẹp hay không nha. Đấy, về nước sơn bên ngoài thì con này sơn zin tầm cỡ 70% thôi nha quý vị. Đó, nói chung là một con xe qua 5 tháng sử dụng thì nó có một số chỗ là hao mòn sơn. Đấy, về bên em về cho dặm tút lại cho em. Nếu mà một con xe còn sơn zin 100% thì nó hơi khó nha quý anh chị. Nó chỉ có lên hãng thôi. Đó, còn xe bên em thì theo mắt em dòm thì tầm khoảng 50-65% đi. Nó 77% thì nó hơi quá. Đó, thì con này được bảng G. Đó, bảng G là bảng số sàn nha. Đó, thì xe được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ rồi nha. Đó, ở chỗ đây nó có cái cam lùi nè. Đó, ở sau thì nó có sưởi kính rồi gạt mưa rồi nè. Đó, thì Inno, con này là Fortuner 2015 nha quý anh chị. Đấy, xe được trang bị full đồ chơi. Mấy cái giáp dũng này mấy bữa là chưa có nè. Đấy, em mua gắn thêm cho nó đẹp xe nè, cho nó sáng, nó tôn lên cái vẻ xe cho nó đẹp nha. À, mấy cái này em cũng mới gắn luôn nè. Đó, lớp láp con này thì lớp láp còn hơi yếu nè. Đó, cầm bọng thì được phủ chống ồn, chống sét rồi nha quý anh chị. Đó, chống ồn, chống sét rồi nha. Con này của anh công an Đắk Nông. À, trên Đắk Nông anh công tác rồi anh trúng đất hay cái gì đó anh đổi xe nên anh bán lại cho tụi em nha. À, thì bây giờ em sẽ vào cái phần cụm đèn trước nha. À, cụm đèn trước nè, rồi coi xe nó có những gì nha. Đấy, cụm đèn trước thì còn zin theo xe nè quý anh chị. Đó, có một bóng bi nè, về một bóng con này độ bóng đèn trước rồi là bóng đèn trắng nha quý anh chị. Đó, và đèn gầm còn rất là bóng sáng luôn nha, mọi chi tiết cơ xe. Đó, quý anh chị mình coi sơn mấy cái mấy cản nè, nhìn rất là đồng, rất là liền màu nha. Đó, capo nè, xe rất là liền màu, rất là đồng nha. Đó, rất là đẹp luôn. Xi nhan gương nè. Đó, coi rồi em nói mất giá bán luôn nha. Con này em bán 645 triệu nha quý anh chị. 645 triệu, có thương lượng có bớt cho anh em lại xem xe và chạy thử nha. Cứ lại xem xe trực tiếp cầm tay lái chạy thử rồi em bớt nha. Đó, nói chung là giá trên là có bớt hết nha. Còn đây này keo chỉ rin nè. À, keo chỉ rin theo xe nè. À, mấy cái đầu chỉ rất là đẹp nha quý anh chị. À, Fortuner 2015. Đó. À, mấy nút bấm luôn nè. À, gương kính thì chỉnh điện nè, cụp xe điện nha. Còn nút này nút chỉnh đồng hồ nè. Đó. Bây giờ em sẽ vào cái phần coi nó chạy được bao nhiêu ngàn rồi nha quý anh chị. Thì anh chị nào đang cần mẫu Fortuner này á thì alo cho em Tuấn nha, theo số điện thoại 0904 80 4567 nha. À, xe cũng như vô lăng nè, rất là đẹp nha quý anh chị. Mấy cái này nè, anh chủ anh hơi chắc là hơi cào cào ở đây nè. Đó, nên nó có hơi chày nè, mấy cái phím bấm nó có hơi mòn nè. Nhưng mà rin theo xe nha quý anh chị, nắp vô lăng rồi nè, còn nguyên hết nha. Đó, đồng bộ rất là đẹp luôn. Xe này thì được chạy 118.000 rồi nha. Đó, củ số nè quý anh chị. Đó, màn hình Android nè, Android đang khởi động nè. Đó, xe có cảm biến lùi nè. Đó, mấy cái nút nè, cảm biến lùi nè, rồi sấy sưởi kiến nè, rồi đây là dàn lạnh, điều dàn hồi sau nè quý anh chị. Đó, xe bột tròn 5D, các chức năng điện đài đầy đủ nha. Đó, 645 triệu đã bao gồm phí rút hồ sơ nha quý anh chị. 645 triệu nha, tem mát rồi còn đầy đủ nè, mấy cái ốc ác rồi nè, chưa hề có dấu đồng chạm nha. Đó, em bán là 645 triệu nha quý anh chị. Đó, giá trên có bớt có thương lượng, khi này mình lại xem xe và chạy thử nha. Đó, kêu chị nè, kiểu chỉ đẹp quá chị, zin kẻ xe luôn nha. Đó, mấy nách cửa nè, rất là đẹp luôn nha. Bây giờ em sẽ xuống cái phần lớp nè, gầm nè, đây nãy em quay rồi nha. Bây giờ em sẽ xuống cái phần hông coi thử cái gầm, cái bô nó có sáng không nha. À, anh chị thấy không, cái gầm không, máy nè, máy vô cùng sạch sẽ luôn nha, không có giọt nhớt luôn. Đặc biệt con này máy số còn rin nha quý anh chị. Máy số rin, nắp vàng cò rin theo xe luôn nha. Đó, nắp vàng cò 118.000 là nắp vàng cò, chưa có động đậy gì đâu. Đó,
Để coi cái cốp sau nó rộng không. À, à, cốp sau này quý anh chị. À, ốc ép rồi nè, cùng zin hết nha. Keo chỉ nè, rất là đẹp luôn nha quý anh chị. À, mấy đầu keo chỉ vuốt rất là đẹp luôn. Đó, à, hãng ra mà. À, không có dấu vết gì đâm đụng nữa nha. Đinh tán đinh bon này còn nguyên nè. Đó, ốc ép nè, bay chế độ điều hòa. Thì anh chị nào đã ưng mẫu xe này thì alo cho em nha. Theo số điện thoại 0904804567 nha. Bây giờ em sẽ xuống cái phần gầm xe nha. Đây. Bô nè, rất là sáng nha quý anh chị. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Toyota Fortuner rất bền bỉ nha. Bền bỉ tiết kiệm lắm. Em thực sự là em đang đi con Forerunner qua trắc nhưng mà nó heo dầu quá. Em quay con này em đi. Lớp bên này còn rất dày nha. Đó, quay con này đi cho tiết kiệm nha. Tuy nó số sàn nhưng mà đi nó tiết kiệm dữ lắm. Keo chỉ nè quý anh chị. Đó, thì hiện tại đây xe đang nằm tại 392 đường DT743, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, Giang Bình Dương. Anh chị nào muốn xem xe và chạy thử á, thì vui lòng alo cho em Tuấn nha. Theo số điện thoại 0904804567 nha. Đó. Bây giờ em sẽ dỡ con máy của anh chị mình coi nha. Đó. Đây là keo chỉ bên cánh bên phụ ở trước nè. À, keo chỉ nó rinh nó đẹp nó quý anh chị. Đó, đẹp lắm. Tepi tepo nè, gân chắc cái anh trời nó hơi tối thì nè, mấy cái gân này anh chị dòm không có thấy, mấy cái hộp đựng nước rồi nè. À, bây giờ em sẽ vào phần không máy cho mấy quý anh chị mình xem nha. Con Innova con Fortuner 25 có những gì nha. Trời hơi tối nha. À, nhưng em sẽ quay dòm xét quý anh chị mình coi luôn nha. Đó, à, máy móc nè. Ốc này còn nguyên hết nha. Chứng tỏ một con xe máy zin nha quý anh chị. Ốc cabo nè. Còn zin nguyên chưa có dấu mỡ nha. Đó, keo chỉ thường zin nguyên bản nè quý anh chị. Đó, zin nguyên bản luôn nha. Rất là đẹp luôn. Đó, cũng như em nói nè, cái đèn trước được độ cái đèn trắng nè. Đó, nó không biết quý anh chị mình thấy không nè. Đó, cho tay em chỉ nè. Tăng cái mức độ sáng của đèn lên nha. Đó. Còn đinh bon trước nè, chưa hề có dấu mỡ nha. Ốc dằn trước nè, chưa hề có dấu mỡ luôn nha. Đó, mấy cái này nè, ốc ép rồi nè. Nó có hơi xuống màu theo thời gian nhưng mà xe đẹp lắm. Chưa hề có một dấu vết động đậy nha. Đó, bên đây nè, sáng còn 7 màu luôn nè. Rất là sáng bóng luôn nha. 645 triệu cho một siêu phẩm nha, gọi là siêu phẩm luôn. Anh chị em nào đừng ưng mẫu xe Fortuner, vừa phục vụ gia đình, vừa chạy dịch vụ thì alo cho em Tuấn ngay nha. Em chào quý anh chị luôn nha.